ngày 11 tháng 7 năm 2018, nhằm ngày 28 tháng 5 năm Mậu Tuất, tại tịnh nghiệp đạo tràng Chùa Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ khai pháp và đón nhận giáo chỉ tấn phong của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quang lâm chứng minh và tham dự lễ khai pháp có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cùng chư tôn đức tăng ni trong hạ trường. Về phía chính quyền có ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ông Đặng Văn Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, ông Lê Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và địa phương và gần 1.000 Phật tử thập phương về tham dự. Mở đầu buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn cung tuyên quyết định tấn phong giáo phẩm của Trung ương Giáo hội đối với Đại đức Thích Nguyên Thành được tấn phong lên hàng Thượng tọa. Hòa Thượng Thích Thanh Dũng đã trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Thượng tọa cho Thượng tọa Thích Nguyên Thành trong niềm hỷ lạc của ngày đầu trong mùa kết hạ. Tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Tuấn có bài phát biểu chúc mừng Thượng tọa Thích Nguyên Thành được trao giáo chỉ tấn phong Thượng tọa và Phật giáo tỉnh khai pháp khóa an cư trường hạ Phủ Liễn. Những năm qua, với đường hướng đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, chư tôn đức Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trong tỉnh đã có nhiều đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Ông mong rằng mùa an cư năm nay đạt được thành tựu viên mãn. Dịp này, ông Bùi Hữu Dược phát biểu chúc mừng và chia sẻ Phật giáo Thái Nguyên qua thời gian hình thành và phát triển, đến nay đã và đang thành tựu mọi Phật sự theo sự chỉ đạo và hiến chương của giáo hội. Từ đó, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử của tỉnh nhà được sự tín nhiệm của các cấp giáo hội và chính quyền địa phương. Trong những năm qua, Phật giáo Thái Nguyên cũng đã khẳng định phong trào tín ngưỡng tôn giáo của Phật tử một cách thuyết phục, không để cho các giáo phái làm tổn hại danh dự của Đạo Phật và những công tác từ thiện cho cộng đồng hàng tỷ đồng. Trước ngày thì cũng có nhiều người đi theo đạo Phật Pháp Luân Công. Thế là người ta cũng vào nói vào trong làng, trong xóm nói để cho chúng tôi theo. Nhưng mà không hay sau khi trong hội Phật giáo xóm chúng tôi đã được thành lập nên một cái nhóm đàn bà để theo hội Phật giáo của tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi đã hàng năm cũng về trường hạ này để nghe và các thầy phỏng vấn. Chúng tôi thấy là thật sự là một giáo hội Phật giáo Việt Nam rất là có ý nghĩa với lại những người có tuổi như chúng tôi không đi làm gì ở nông thôn ấy, là thấy là thương yêu con cháu và nghe đúng cái đường chính sách của Đảng đề ra là mình không theo các cái đạo phản lại chính sách của nhà nước thì chúng tôi thấy có ý nghĩa là chúng tôi theo. Rất là vui thoải mái khi chị nghe các thầy pháp sư giảng đạo và nói buổi khai trường hạ hôm nay, chị thấy nghe thấy con người mình nó thoải mái, nhẹ nhõm mà khỏe mạnh hẳn lên, thanh thản. Riêng chị chỉ cảm nhận là mình rất là hay và ý nghĩa trong cuộc sống của tất cả những người dân, những người Phật tử như bọn chị. Dạ có, tất cả tập thể gia đình xã Hoàng Nông chúng tôi là đi và cũng được sự tu rèn của chùa Hoàng Nông chúng tôi và được thầy giảng pháp và chúng tôi rất là hiểu về đạo Phật, cho nên là chúng tôi thấy cái việc hôm nay là khai thị pháp ngày hôm nay là chúng tôi rất là phấn khởi và cảm thấy rất tôn kính các đại đức và các thầy đã được giảng dụ chúng tôi là hôm nay là vào cái buổi gần khai pháp cho các thầy đi học hè này. Cũng con có nhân duyên lành được Phật pháp, được nghe quý thầy giảng, cũng con được nghe quý thầy cách đây mấy năm, đó là thầy đại đức Thích Chữ Tiếp, thầy đưa con vào đạo, cũng là sư phụ của con. Từ khi con gặp thầy, con biết Phật pháp và con hiểu đạo. Con hàng ngày tu tập, con cầu mong sao tất cả các Phật tử ở Thái Nguyên cũng như tất cả Phật tử trong nước hàng ngày cố gắng bỏ thời gian ra để tu tập,
làm theo lời Phật dạy, bỏ ác làm lành và siêng làm việc lành, bỏ việc ác. Thực sự từ khi con hiểu Phật pháp, con thấy thật là hân hỷ. Con tu tập trong một thời gian, con thấy gia đình con thay đổi, từ con cái và đến cả chồng con cũng đều thay đổi. Con thực sự rất là hạnh phúc, con không biết nói gì hơn. Được làm thân người rất khó, con chỉ muốn nói rằng với tất cả Phật tử, hãy cố gắng tu tập, mình được làm thân người rất là khó rồi. Được cái Phật pháp là điều khó vô cùng tận. Và hôm nay con đầy đủ duyên lành mà con biết Phật pháp, nên con cảm tạ vô cùng ơn đức của chư Phật, chư Bồ Tát đã soi đường chỉ lối chúng con. Và chúng con cũng cảm tạ ơn đức chư lịch đại tổ sư, chư thánh hiền trong quá khứ, hiện tại, vị lai đã hoàng truyền chánh pháp của Như Lai, để đến ngày hôm nay chúng con có được đầy đủ kinh sách để chúng con tu học. Chúng con nguyện đời này đi theo lời Phật, không đi theo một tà ma ngoại đạo nào cả. Con thực sự là cảm tạ ơn đức chư Phật, chư Bồ Tát, con không nói gì hơn. Hôm nay con thật là hoan hỷ và bức và xúc động. Con chỉ biết nói rằng cảm ơn quý thầy đã ngày đêm miệt mài kinh sách và tu tập để chỉ chúng con và hướng dẫn chúng con tu tập. Chúng con thực sự là cảm tạ vô cùng. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết nói rằng cảm tạ các quý thầy. Cầu mong chúc quý thầy một mùa ăn cư kết hạ thật là viên mãn. Con xin đa tạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là năm thứ 9 Phật giáo tỉnh Thái Nguyên thành lập hạ trường, và mỗi năm chư tăng về thực hành pháp an cư mỗi đông. Điều này nói lên sự phát triển về số lượng và chất lượng của Phật giáo tỉnh Thái Nguyên qua mỗi khóa hạ an cư. Thái Nguyên cũng đi theo cái xu hướng và bắt nhịp chung của Phật giáo toàn quốc. Tuy nhiên vì đặc thù của vùng miền, Thái Nguyên mãi đến năm 2005 mới chính thức được thành lập Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Khi hình thành lúc bấy giờ, đứng đầu là trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Tứ và phó trưởng ban thường trực là Thượng tọa Thích Nguyên Thành, và phía dưới thì cũng khoảng 5-6 vị nữa. Trải qua đến hôm nay là đã được 13 năm và đang là nhiệm kỳ thứ tư. Thì đến giờ phút này Phật giáo Thái Nguyên có tổng cộng trên 60 tăng ni về đây sinh hoạt Phật sự và trụ trì các ngôi tự viện trên địa bàn tỉnh, với tín đồ Phật tử theo Phật khoảng 200.000 Phật tử. Đây là một cái thành tựu xuyên suốt 13 năm qua Phật giáo Thái Nguyên đã đạt được. Với sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền, Thái Nguyên cũng đã tổ chức rất nhiều cái sự kiện Phật sự tương đối mang tính khu vực, mang tính cả nước. Ví dụ như năm 2014 là Trung ương Giáo hội cũng như Ban Pháp Trung ương giao cho Thái Nguyên đăng cai tổ chức hội thảo Hoằng Pháp và Hoằng Pháp viên toàn quốc khu vực phía Bắc và các tỉnh miền Trung. Được Thái Nguyên đăng cai tổ chức trong khu du lịch Hồ Núi Cốc cũng để lại một cái dấu ấn rất đặc biệt. Hoặc giả là trước đó năm 2013, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cũng giao cho Thái Nguyên tổ chức cái hội nghị tìm hiểu tuyên truyền pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, và đặc biệt các cái sự kiện đại lễ Phật đản, Thái Nguyên cũng tổ chức diễu hành xe hoa hàng 500-700 ô tô và xe máy vân vân, hàng vạn người để tháp tùng phái đoàn diễu hành xe hoa đi qua các huyện thị thành trong toàn tỉnh. Thái Nguyên cũng đã tổ chức rất nhiều đợt như thế. Và đặc biệt nổi bật nhất thì trong công tác từ thiện thì Thái Nguyên đã tổ chức 3 kỳ với cái chương trình là Xuân mới ăn vui tối mọi nhà, mục đích để gây quỹ từ thiện cho bà con nghèo ăn Tết. Và các cái sự kiện như thế thì gây quỹ mỗi lần khoảng vài tỷ đồng. Đây là những cái thành tựu nổi bật trong thời gian qua của Phật giáo tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên những khó khăn bên cạnh đó cũng rất nhiều. Chẳng hạn như đây là một cái tỉnh vùng trung du, khu vực miền núi phía Bắc. Hiện tại thì chùa theo thống kê thì có khoảng 196 ngôi chùa. Tuy nhiên trong 196 ngôi chùa đó, bởi vì quá trình thời gian về trước Phật giáo không hoạt động, cho nên ít nhiều một số người dân địa phương họ chiếm đất, lấn đất, cho nên là những ngôi chùa còn lại cái phần đất rất là chật hẹp và cơ sở hạ tầng cũng không đáng kể. Vì vậy nhiều tăng ni
khi về với Thái Nguyên không đảm bảo được vấn đề cơ sở để sinh hoạt, từ đó cũng ra đi. Đến giờ phút này thì mới có trên 60 tăng ni đang sinh hoạt cũng như là công tác Phật sự tại nơi đây, so với gần 200 ngôi chùa như vậy rất là hạn chế. Chính vì thế cho nên bộ máy nhân sự điều hành của ban trị sự cũng có phần hạn chế. Và đến giờ phút này thì Phật giáo cấp huyện thị cũng chưa chính thức đại hội và thành lập, bởi lẽ là nhân sự vẫn còn mỏng, thì ban trị sự Phật giáo tỉnh cử chư tăng phụ trách các huyện. Đây cũng là một cái tồn động của Phật giáo Thái Nguyên, và hướng sắp tới cũng xin ý kiến chỉ đạo của Trung giáo hội và các cấp lãnh đạo chính quyền sẽ chính thức thành lập ban trị sự Phật giáo các huyện thị trong toàn tỉnh để kiện toàn bộ máy tổ chức của giáo hội để đi vào sinh hoạt một cách ổn định và bắt nhịp với các tỉnh thành trong toàn quốc. Như chúng ta đã biết đó, thì Phật giáo Thái Nguyên chính thức thành lập năm 2005. Tuy nhiên lúc bây giờ nhân sự còn mỏng, chưa mở được trường hạ, thì mãi đến năm 2009 mới mở được trường hạ năm đầu tiên. Mà trường hạ năm đầu tiên thì cũng vỏn vẹn có 5 vị. Lúc bây giờ cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thanh Tứ làm đường chủ hạ trường. Mãi đến hôm nay, năm nay là năm thứ 9 của trường hạ Phù Liễn, trụ sở Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên. Thì đến giờ phút này thì có trên 60 hạ tổ chức an cư tập trung trong 3 tháng. Và trong 3 tháng mùa hạ đó, với tính cách là trong ban chức sự trường hạ cũng như là trong ban trị sự Phật giáo tỉnh, thì chúng tôi cũng đã ngồi lại với nhau để tìm ra một cái phương pháp tốt nhất để hướng dẫn tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh có những cái bài học, có những cái buổi giảng tốt nhất để cho tăng ni Phật tử trong tỉnh tiếp nhận. Bên cạnh đó thì đặc biệt trong cái mùa hạ năm nay, giáo hội phối kết hợp với các cơ quan chức năng ban ngành mời một số lãnh đạo tới để tuyên truyền và triển khai cái luật tôn giáo tín ngưỡng mà Quốc hội vừa thông qua năm 2018, và đặc biệt phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có an ninh, công an của tỉnh, để phối hợp tuyên truyền một số hiện tượng đạo lạ lợi dụng hình ảnh của Phật giáo để chống phá đảng, nhà nước và lôi kéo xúi dục Phật tử đi quấy rối, chống phá, đập phá, biểu tình, vân vân. Cái điều này làm nhức nhối trong thời gian qua. Thì trong cái mùa hạ này, ban chức sự trường hạ phối kết hợp với các cơ quan và có sẽ phân ra rất nhiều buổi giảng để nói về cái vấn đề này, để cho tăng ni và Phật tử hiểu rõ và không làm theo lời xúi dục của thế lực thù địch. Đến đây, trước kia là người ta dụ dỗ tôi là đi theo Đức Chúa Trời, nhưng nay tôi không theo nữa. Tôi về dự lễ này rất có ý nghĩa. Với này các Phật tử mỹ hội Phật giáo đây, đạo Phật là tôi thấy rất có ý nghĩa đối với gia đình tôi và tất cả các Phật tử này, thì không có gì là ảnh hưởng đến cuộc sống cả. Trước đấy đi theo Chúa Trời thì là coi như là không, tôi nghĩ rằng là không được, không theo như thế được. Theo thế là coi như là mất hết các con, anh em, bố mẹ, chị em hàng xóm, là không còn ai nữa, là bỏ hết cả gia đình mà đi. Bây giờ quay về các sư giảng giải cho rất tốt ạ, tôi thấy ý nghĩa lắm ạ. Vâng. Sau đó Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm ban thời pháp đầu tiên của khóa hạ, đó là cơ duyên đưa đến thánh quả, đó chính là duy trì mạng mạch Phật pháp. An cư đã trở thành truyền thống của Phật giáo, là dịp trao đổi kinh nghiệm hành đạo, tiến bộ trong nếp sống tu hành, vì chính pháp được dưỡng nuôi và phát triển vững mạnh, bắt nguồn từ đời sống thanh tịnh và hòa hợp của cộng đồng tăng ni. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Đại Đức Thích Trúc Tiếp có lời cảm tạ. Nhân cái đại lễ khai pháp trường hạ lần thứ 9 của tại tỉnh Thái Nguyên năm nay, thì Ban trị sự Phật giáo có một cái sự kiện cũng trọng đại phối kết hợp, đó là lễ trao giáo chỉ tấn phong đến với Thượng tọa Thích Nguyên Thành, vị đứng đầu của Phật giáo tỉnh Thái Nguyên
trong 4 nhiệm kỳ qua, Thượng tọa là người lãnh đạo một cách tài tình, lèo lái cũng như là dẫn dắt con thuyền Phật giáo tại tỉnh Thái Nguyên trong xuyên suốt 13 năm qua, để lại một cái tiếng vang không những đến với Trung ương Giáo hội mà các tỉnh thành, cũng như để lại một tiếng vang với các cơ sở ban ngành của bên phía nhà nước. Đây là một cái điều mà một cái thành quả chung mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đạt được. Và trong tinh thần đó, công đức đó thì tất cả tăng ni Phật tử tỉnh Thái Nguyên dâng lên chúc mừng sự lèo lái một cách sáng suốt của Thượng tọa Trưởng ban Trị sự tỉnh Thái Nguyên Thượng tọa Thích Nguyên Thành. Nhân đây, chúng tôi cũng thay mặt cho tất cả tăng ni Phật tử tỉnh Thái Nguyên kính chúc Thượng tọa Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên mãi là đại thụ che mát và lèo lái con thuyền Phật giáo tại tỉnh Thái Nguyên ngày một thăng hoa và phát triển. Và thay mặt cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên cũng như Ban Chức sự Trường Hạ, xin được trân trọng ghi nhận công đức của Chư Tôn Giáo Phẩm, lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các vị lãnh đạo của Trung ương và lãnh đạo của tỉnh Thái Nguyên cũng như các cơ quan ban ngành và toàn thể các doanh nghiệp, doanh nhân, Phật tử bỏ chút thời gian quý báu về để chúc mừng. Và đặc biệt ban tổ chức chúng tôi cũng không quên xin cảm ơn kênh Phật sự online đã từ miền Nam xa xôi ra đây để đồng hành với ban trị sự và làm một cái chương trình Phật sự rất quan trọng, đó là truyền hình trực tiếp cho sự kiện trọng đại đại lễ khai pháp và trao giáo chỉ tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa đối với Thượng tọa Thích Nguyên Thành. Một lần nữa xin thay mặt cho ban trị sự cũng như là cho ban chức sự Trường Hạ xin trân trọng cảm ơn quý hòa thượng, quý thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, kính chúc quý ngài sức khỏe miên trường và kính chúc các vị lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc cũng như các doanh nghiệp, doanh nhân được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Và đặc biệt xin được trân trọng cảm ơn những thành quả đóng góp của kênh Phật sự online đã cùng với Phật sự tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền một cái đại lễ hết sức thành công và ý nghĩa. Mong rằng Chư Tôn Đức Tăng Ni hành giả an cư tại tịnh nghiệp đạo tràng và tất cả quý nam nữ Phật tử tỉnh Thái Nguyên được thân tâm thường an lạc, phúc tuệ trang nghiêm, bồ đề tâm kiên cố và đầy đủ thiện duyên hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự cũng như tinh tấn trên con đường tu học, góp phần công đức của mình trong sự nghiệp xây dựng Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển.